Chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Một sư đoàn thuộc quân khu 9 bất ngờ làm phản, tuyên bố sẽ tiến về Hà Nội và cầm lá cờ tự do. Tại đây khiến giới lãnh đạo Việt Nam đứng ngồi không yên. Kính thưa quý vị, chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị những nội dung chính như sau. Nhiều binh sĩ quân khu 9 làm phản thành lập quân đoàn dân chủ với phương châm đấu tranh cho tự do tại Việt Nam, ủng hộ lực lượng hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa và cam kết tiến về Hà Nội trong một thời gian không xa, khiến cho giới chức lãnh đạo và quân sự Việt Nam như đang ngồi trên đống lửa. Cuộc chiến ở Ukraine và bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam trước Bắc Kinh? Và sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, dư luận trong nước và quốc tế gần đây xôn xao dữ dội khi thông tin về một sư đoàn chính quy trực thuộc quân khu 9 dưới sự chỉ huy của sư đoàn trưởng Võ Văn Quân bỗng dưng quay đầu làm phản khi tuyên bố ủng hộ lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và kiên quyết đấu tranh ngay tại trong nước nhằm xóa bỏ chế độ độc tài, độc đảng, chuyên chế tại Việt Nam và cam kết sẽ tiến về Hà Nội trong một ngày không xa. Mới đây, quân đoàn Dân Chủ cũng đã tuyên bố bắt đầu giai đoạn thứ hai giải phóng vùng An Giang và các tỉnh miền Tây. Các chiến binh của quân đoàn đã báo cáo điều này trên các kênh truyền thông của họ. Thông điệp của quân đoàn viết, giai đoạn thứ hai của quá trình giải phóng An Giang và các tỉnh miền Tây như lời hứa của chỉ huy quân đoàn đã bắt đầu. Các chiến binh của quân đoàn nói rằng, do sự hèn nhát của quân đội Việt Nam trong các cuộc chạm trán, họ đã nhận được nhiều chiến lợi phẩm. Nhờ đó, họ sẽ có thể vũ trang thêm cho đồng đội của mình. Quân đoàn này nói, chúng tôi sẽ giải phóng toàn bộ nước Việt Nam, để lá cờ tự do sẽ được giương cao ở Hà Nội. Trong khi đó, Chủ tịch tỉnh An Giang Trần Thế Mẫn cho hay, các khu vực trong tỉnh giáp biên giới bị bắn liên tục vào mấy đêm qua và nói về việc sơ tán. Ông nói thêm rằng 5 người dân địa phương hiện đang bị thương và một ngôi nhà đang cháy ở tỉnh Biên do tác động của đạn. Đồng thời, cùng thời điểm, Bộ Chỉ huy quân khu 9 tuyên bố rằng họ đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của những kẻ vũ trang tiến vào lãnh thổ các tỉnh miền Tây. Báo cáo cho biết, quân đội Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của những kẻ phản cách, hơn 30 tên, 4 xe bọc thép, một hệ thống tên lửa phòng không RAT và một xe bán tải đã bị tiêu diệt trên lãnh thổ biên giới Long An và An Giang. Được biết, vào hôm qua, các vụ nổ vang lên ở khu vực tỉnh An Giang. Và sau đó thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông về sự xuất hiện của các binh sĩ nổi dậy quân khu 9. Tổng cục 2 tình báo quân đội Việt Nam cho biết một chiến dịch nhằm tạo ra một khu vực an ninh đang được tiến hành ở khu vực này với sự tham gia của người dân địa phương. Trong khi đó, phát ngôn viên của lực lượng này cho rằng họ đang tạo ra một khu phi quân sự ở biên giới với Việt Nam và về cuộc đốt phá của quân đoàn dân chủ tại biên giới. Cũng theo những nguồn tin quân sự, các chiến binh quân đoàn tự do đang cố gắng tấn công đánh chiếm thành phố Long Xuyên, trung tâm tỉnh An Giang. Một trong những chỉ huy quân khu 9 tuyên bố rằng hơn 100 binh sĩ phản loạn đã bị phát hiện trong khu vực được chỉ định và một cuộc chiến với lính biên phòng Việt Nam đã bắt đầu. Theo dữ liệu tình báo, toàn bộ tiểu đoàn đã tham gia vào cuộc tấn công, trận chiến đang diễn ra. Trong khi đó, truyền thông Việt Nam đã phủ nhận các cuộc tấn công của quân đoàn Dân Chủ và cho rằng đây chỉ là những thông tin giả mạo. Tuy nhiên, vào tối qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tuyên bố một cuộc pháo kích khác vào khu vực tỉnh Biên, Tri Tôn được cho là do lực lượng quân đoàn Dân Chủ thực hiện, đã dẫn đến thương vong cho dân thường và khiến nhiều binh sĩ ở quân trường Chi Lăng, trong đó có 2 sĩ quan mang hàm tá thiệt mạng. Chính quyền An Giang cũng đã tổ chức di tản người dân địa phương. Hiện lực lượng quân đoàn Dân Chủ ủng hộ lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đang là nỗi ám ảnh của quân đội quân khu 7 và 9 của Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự kiện chấn động này và cung cấp cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Cuộc chiến ở Ukraine và bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam trước Bắc Kinh. Thưa quý vị, cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào lãnh thổ Ukraine đã bước sang năm thứ hai. Bà Natalia Zinkina, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam, khi trả lời BBC tiếng Việt hôm qua. Bà cho rằng chúng ta nên sát cánh cùng nhau để không cho phép Nga phá vỡ trật tự thế giới hiện có. Bà Natalia qua đó mong chính phủ Việt Nam sẽ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc do Albania và Hoa Kỳ đưa ra nhằm lên án hành động xâm lược của Nga với Ukraine vì vi phạm điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông Đinh Kim Phúc, một người từng dạy môn lịch sử và quan hệ quốc tế, người quan sát và bình luận chính trị trước tình hình trên, nhận định rằng
Việt Nam phải rút ra cho mình một bài học kinh nghiệm qua vụ Ukraine. Ông nêu ví dụ. Thí dụ như trường hợp Singapore, đây là đất nước tách ra liên bang Malaysia để lập quốc vào năm 1965. Trong lúc Mao Trạch Đông có người Hoa ở hải ngoại là đạo quân thứ năm để thực hiện chiến lược toàn cầu của Trung Quốc lúc bấy giờ. Khi Singapore lập quốc thì gần 70% con dân nước này là hậu duệ của người Hoa. Chính vì vậy mà Malaysia, Indonesia và Mindanao của Philippines xem Singapore là con ngựa thành Troy của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Họ nghĩ Singapore có thể là nước nối tiếp để Cộng sản Trung Quốc bành trướng xuống khu vực Đông Nam Á. Do đó, họ có sự nghi kỵ Singapore. Chính vì cội nguồn và bối cảnh lịch sử như vậy, khi Việt Nam đưa quân vào Campuchia năm 1979 và ở đó 10 năm, Singapore là nước lớn tiếng nhất chống Việt Nam xâm lược Campuchia, lên án Việt Nam hàng ngày, hàng giờ trên phương tiện truyền thông cũng như tranh luận quốc tế, trong khi Singapore là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam lúc bây giờ. Singapore cũng là cửa ngõ để Việt Nam buôn bán giao thương với phương Tây trong điều kiện Mỹ cấm vận. Vậy câu hỏi đặt ra là phải chăng Singapore ghét Việt Nam, thương Khmer Đỏ? Câu trả lời là không, chỉ vì Singapore không muốn tạo ra một tiền lệ ở Đông Nam Á là lực lượng của quốc gia này tiến công vào quốc gia khác có chủ quyền là thành viên Liên Hợp Quốc. Theo ông Đinh Kim Phúc, Việt Nam cần bỏ lá phiếu ủng hộ về tiến trình hòa bình cho Ukraine, lên án tất cả các cuộc xâm lược trên thế giới và kêu gọi tất cả các nước phải tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, tuân thủ công pháp quốc tế. Không chỉ để bảo vệ Ukraine mà lá phiếu của Việt Nam, theo ông Đinh Kim Phúc, còn để thể hiện Việt Nam bảo vệ cho chính mình trước âm mưu của phương Bắc. Cùng nhìn nhận về chiến sự Ukraine, nhưng phân tích về tình hình Việt Nam. Trong khi đó, theo luật sư Vũ Đức Khanh, tình hình chiến tranh hiện nay ở Ukraine là cơ hội cho Việt Nam chuyển đổi sự lệ thuộc trong mối quan hệ chính trị, ngoại giao và quân sự với Nga sang sự hợp tác với Mỹ và phương Tây. Ông nhắc lại, hồi năm 2016, cựu Tổng thống Obama trước khi tới Việt Nam đã ký bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, mở đường cho mối quan hệ về quân sự sâu rộng với Việt Nam. Nhưng 6 năm qua vẫn ở mức vô cùng khiêm tốn, luật sư Khanh kết luận. Dù có hay không một giải pháp hòa bình với Nga trong cuộc chiến với Ukraine, thì Nga vẫn đứng bên lề thế giới ít nhất trong 5 năm tới. Đây là cơ hội tốt nhất cho Việt Nam tiếp cận với Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh cho Việt Nam. Nhiều người Việt Nam trong những ngày qua lên tiếng ủng hộ Ukraine bằng nhiều hình thức. Một số công dân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam cùng ký một thư ủng hộ nhân dân Ukraine gửi đến bà Natalia Zinkina, đại biện lâm thời của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam. Bức thư có đoạn, là một đất nước phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh cho tới tận cuối thập niên 1980. Người Việt Nam chúng tôi thấu hiểu cái giá mà Ukraine phải trả để giữ vững được chủ quyền và nền dân chủ của mình trước chủ nghĩa báo quyền Putin. Chúng tôi kiên quyết lên án hành vi xâm lược trắng trợn của Putin vào Ukraine và hoàn toàn ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân và chính phủ Ukraine. Chúng tôi cũng hiểu rằng bảo vệ Ukraine lúc này không chỉ là bảo vệ hòa bình mà còn là bảo vệ một nền dân chủ non trẻ vừa mới thoát ra khỏi quá khứ độc tài. Là những người yêu chuộng tự do, chúng tôi luôn đứng bên cạnh nhân dân Ukraine để gìn giữ nền dân chủ của các bạn. Nga hiện là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, trong khi đó Ukraine là nguồn cung cấp thiết bị quân sự chính cho Việt Nam, đóng vai trò trong việc giúp Việt Nam nâng cấp và hiện đại hóa quân đội. Nhiều nhà bình luận chính trị cho rằng Việt Nam đang ở thế khó xử khi lên án Nga trong cuộc chiến mà quốc tế cho rằng phi lý và vô nghĩa hiện nay. Trong một diễn biến liên quan, hơn 30 nước muốn gia nhập đồng minh Mỹ không chờ tới cuộc họp lớn đã gấp rút hành động. BRICS như hổ thêm cánh. Ngân hàng Phát triển Mới NDB đang đàm phán với Ả Rập Saudi về việc kết nạp quốc gia Trung Đông này làm thành viên. BRICS là tên gọi của nhóm gồm các nền kinh tế mới nổi Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi gia nhập sau. Thuật ngữ BRIC chính thức xuất hiện từ năm 2001. Chuyên gia kinh tế Jim O'Neill của ngân hàng Goldman Sachs đã dùng tên gọi này cho nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP rất cao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. BRIC được coi là niềm lạc quan mới mẻ đối với các nhà đầu tư trong lúc toàn bộ thị trường tài chính u ám sau sự kiện nước Mỹ bị khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bốn quốc gia kể trên đã tiếp nhận và rất hào hứng với ý tưởng này. Cùng có nền kinh tế đang tăng trưởng rất tốt, họ có nhiều lợi ích chung và cũng phải đối mặt với những thách thức giống nhau. Ả Rập Saudi chuẩn bị gia nhập NDB,
BRICS hưởng lợi lớn. Tờ Financial Times, FT đưa tin ngân hàng phát triển mới NDB, còn được gọi là ngân hàng BRICS, đang đàm phán với Ả Rập Saudi về việc kết nạp quốc gia Trung Đông này làm thành viên thứ 9. Điều này sẽ tăng cường các lựa chọn tài trợ của NDB trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Ở Trung Đông, chúng tôi rất coi trọng Ả Rập Saudi và hiện đang tham gia vào một cuộc đối thoại với họ, NDB cho biết trong một tuyên bố. NDB được thành lập vào năm 2015 để huy động các nguồn lực cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững ở các nước BRICS và các nền kinh tế mới nổi khác, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia lưu ý rằng khả năng gia nhập NDB của Ả Rập Saudi sẽ tăng hơn nữa. Khả năng của các quốc gia BRICS trong việc phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh làn sóng phi đô la hóa đang lan rộng trên toàn cầu. NDB có vai trò chính trong việc ngăn chặn khủng hoảng tài chính ở các nước BRICS và sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn cho những khủng hoảng. Van Helin, giám đốc chung của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Kỹ thuật số và Đổi mới Tài chính trực thuộc Trường Kinh doanh Quốc tế của Đại học Chiết Giang, nói với Hoàn Cầu. Chuyên gia Pan cho biết thêm rằng Ả Rập Saudi đang ở trong tình trạng tài chính ổn định với tiềm năng rủi ro tương đối nhỏ. Do đó, việc đưa nước này vào NDB sẽ tăng cường sức mạnh tài chính của nhóm quỹ BRICS, đồng thời nâng cao khả năng quản lý và ứng phó khủng hoảng của các quốc gia. Ả Rập Saudi được cho là đang tìm cách gia nhập BRICS, điều sẽ được các thành viên thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 8. Zhu Jie, giáo sư tại Đại học Fudan, nói rằng Ả Rập Xê Út có thể bắt đầu bằng cách đăng ký tham gia NDB trước khi gia nhập BRICS, đồng thời nói thêm rằng NDB quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng thành viên. Hơn 30 quốc gia đã nộp đơn gia nhập. Đại diện của Nam Phi tại BRICS, đại sứ Anil Skutkan đã bày tỏ quan điểm cho rằng nhóm sẽ phát triển lớn hơn trong năm nay với hơn 30 quốc gia đã nộp đơn xin gia nhập tổ chức một cách chính thức và không chính thức. Báo cáo mới nhất cho biết các quốc gia sẵn sàng gia nhập BRICS là Afghanistan, Algeria, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Ai Cập, Indo, Iran, Kazakhstan, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Ả Rập Saudi, Senegal, Sudan, Syria, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thái Lan, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Uruguay, Venezuela và Zimbabwe. Bloomberg cho rằng năm ngoái, Trung Quốc, nước đang nỗ lực tăng tầm ảnh hưởng trên toàn cầu và muốn kiềm chế sự ảnh hưởng của phương Tây, đã khởi xướng cuộc thảo luận về việc mở rộng nhóm. Tuy nhiên, các thành viên còn lo lắng như vậy sẽ làm giảm đi tầm ảnh hưởng của họ. Diễn biến này là tin không vui đối với Mỹ và các quốc gia phương Tây khác. Họ sẽ chứng kiến GDP của mình giảm dần so với GDP của BRICS. Tỷ trọng đóng góp vào GDP toàn cầu của BRICS hiện đã vượt qua cả nhóm G7, nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới. Trong một diễn biến tiếp theo, Trung Quốc ra điều kiện cứng để đàm phán với Mỹ. Thời điểm thích hợp đối thoại là khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và đưa ra điều kiện phù hợp cho cuộc gặp. Đó là phản hồi của các quan chức và nhà phân tích quốc phòng Trung Quốc hôm ngày 3 tháng 6 đối với lời kêu gọi đối thoại càng sớm càng tốt của Mỹ. Trước đó cùng ngày, tại đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng đối với những lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm, thời điểm thích hợp để nói chuyện là bất cứ lúc nào trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc. Phản ứng của ông ngầm đáp lại những lời kêu gọi trước đó của Bắc Kinh về việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt đối với ông Lý Thượng Phúc được áp đặt vào năm 2018, trong đó liên quan đến việc Trung Quốc mua vũ khí của Nga như điều kiện tiên quyết cho cuộc đối thoại. Tuy nhiên, ông Zabo, thành viên cấp cao tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Quốc tế của Trường Đại học Thanh Hoa, nói với báo The Straits Times rằng không thể tưởng tượng được việc ông Lý gặp ông Austin khi lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực. Ông nói thêm rằng việc Mỹ từ chối dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ có hậu quả rất lớn. Đại tá cấp cao của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã về hưu này nhấn mạnh, hãy nghĩ xem, trong 5 năm tới, nhiệm kỳ của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là 5 năm, sẽ không có cuộc gặp nào Mỹ có thể chịu đựng được hay không? Trung tướng Haley, thành viên của phái đoàn Trung Quốc, chính thức tại đối thoại Shangri-La, nói rằng Mỹ liên tục thách thức lập trường của Trung Quốc và làm suy yếu lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Trong bối cảnh này, các điều kiện chưa chín mùi để hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại đối thoại Shangri-La lần thứ 20. Trong khi đó, phản ứng sau bài phát biểu của người đồng cấp Mỹ,
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bóp méo nghiêm trọng thực tế và sự thật về tình trạng của Đài Loan, Trung Quốc. Theo ông Lý, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã phớt lờ nguyên tắc một Trung Quốc của Bắc Kinh thông qua việc tăng cường trao đổi với các quan chức Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc, dung túng cho các hoạt động ly khai của Đài Loan, Trung Quốc và bán ngày càng nhiều vũ khí tăng tiến hơn cho hòn đảo này. Ông cũng lên án việc Mỹ thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan để phô trương sức mạnh và lôi kéo các nước khác can thiệp vào vấn đề hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc lãnh thổ của mình. Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước trước đó đã gặp mặt tối ngày 2 tháng 6 giờ địa phương tại bữa tối khai mạc hội nghị thượng đỉnh. Cả hai ngồi cùng bàn nhưng không có kế hoạch gặp song phương.